sở hữu một kho tàng clip hát live trên phô bậc nhất Việt Nam, Chibu vẫn thường được réo tên mỗi dăm bữa nửa tháng trên mạng xã hội. Mới đây cô nàng lại tiếp tục được nhớ đến khi đoạn clip quay tại buổi fan meeting 2018 được đào mộ. Cụ thể tối 14 tháng 1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại màn trình diễn ca khúc Từ Hôm Nay của Chibu tại fan meeting năm 2018, một năm sau khi cô chính thức làm ca sĩ. Trong video, Chibu vừa hát vừa nhảy sôi động, tuy nhiên ở mỗi phân đoạn điệp khúc, cô không hát mà lại hướng micro về khán giả để cổ vũ mọi người hát đồng thanh. Nhiều ý kiến nhận xét Chibu như một hoạt náo viên thứ thiệt, giọng hát của cô yếu, hụt hơi thấy rõ. Tuy nhiên cũng có ý kiến bên vực nữ ca sĩ cho rằng cô biểu diễn tại fan meeting toàn fan của mình nên khuấy động không khí như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hơn một tháng trước, Chibu cũng nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng khi hát lệch tông ca khúc Cho Ta Gần Hơn. Nhiều khán giả dưới khán đài tỏ ra ngỡ ngàng và cười lớn khi cô hát hụt hơi. Thời điểm đó, nữ ca sĩ lên tiếng cho biết, video trên là sự cố biểu diễn tại một sân khấu ca nhạc năm 2017, thời điểm mới đi hát. Cô tâm sự mỗi lần mắc lỗi trên sân khấu là mỗi lần cảm thấy rất xấu hổ và thất vọng về bản thân. Mọi người chỉ trích, chế giễu Chi, thực sự cũng không có gì sai cả. Vì Chi biết, mỗi lần Chi mắc lỗi, nó tạo cảm giác rất khó chịu cho người nghe. Từ tận sâu đáy lòng, Chi thực sự muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những sai sót của bản thân. Chi thực lòng xin lỗi các bạn rất nhiều. Chibu nói giọng ca sinh năm 1993 cho biết đã đi học hát, thanh nhạc, nhảy, thể lực đều đặn suốt 3 năm qua để cải thiện giọng hát. Cô buồn vì những lần biểu diễn thành công, hoàn toàn không mắc lỗi thì không một ai quan tâm. Nhưng mỗi khi mắc lỗi thì lại bị lan truyền mạnh mẽ và chỉ trích nặng nề.